quay đầu ngược chiều này, linh tinh quá, nó hết cả luật. Sao mấy xe lại đi kiểu này nhỉ? Xe đi sai luật hết. À, tắc đường à? Ui, chỗ này là nút cống đấy. Tắc đường. Điên hợp thành sông trôi vạn dặm. Ủa, cái này ngập còn ác hơn đường hơi lâu. Đi rồi. Đi thôi. Về nhà ấy. Đường này mới ngập mới kinh. Xe chết máy không? Vừa đi vừa dò đường. Sóng đánh như ở biển. Ngã tư ngập bốn phía. Ao ăn bị phong tỏa. Đường hơi lâu. Thế thế vừa đi qua cầu quay ngược lại nhanh. Hà Nội ngập thành sông, sông trôi vạn dặm. Đã giải thoát rồi bà con. May quá. Cũng chưa xong đâu, vẫn còn một tí nữa. Wow, xe nào còn rơi cả chắn bùn ở đây hay là gì đây. Ôi trời, cầu Phật đứng xe nào đi nhanh quá làm mình ướt hết. Xong rồi, bây giờ như lại tắc ở đầu cầu bên kia thì phải.
Đấy, xe đi chậm lắm. Đây này, xe di chuyển chậm lắm, lại tắc ở đầu bên kia nữa à. Xe nối đuôi đây này. Có khi nào tắc ở cả hai đầu. Xe này còn quay đầu ngược chiều thế này. Đúng rồi, lại tắc rồi. Đi chậm lắm. Đây, cầu Vĩnh Tuy. Đầu bên kia có khi nào cũng đang ngập. Nghỉ đấy, thứ bảy ấy, nhưng mà do mưa bão nên là ngập phố nên dẫn đến tắc đường. Rất nhiều xe cấp cứu sáng. Phương tiện bị đâu là đây là không phải tắc ở đầu bên kia mà nó bị sụt lún ở đầu bên này thì nó bị ngập lụt nên là nó lấn làn sang bên này thôi. Bắt đầu thông rồi. Thôi, báo tan. Được cũng hết tắc. Đi thôi.